Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, vết ong đốt thường rất đau và khó chịu, thậm chí có những loài ong sau khi đốt nó khiến con người ta tử vong. Vậy thì khi bị ong đốt, các bạn cần phải làm gì hay là bôi gì? Thì ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách trị ong đốt tại nhà bằng baking soda và mật ong. Với baking soda thì nó cũng có thể giúp làm giảm cơn đau ong đốt và tình trạng sưng đỏ lúc đó của bạn. Hay mật ong cũng có tác dụng làm giảm cơn đau và tình trạng sưng đỏ bởi nó có khả năng khử khuẩn rất tốt. Vậy cách làm và áp dụng của hai cách này như thế nào? Thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình đến ngay với cách 1 nhé! Đến với cách 1 thì nguyên liệu của chúng ta bao gồm baking soda và nước lọc. Bây giờ dùng một cái bát và các bạn cho vào 3 thìa nước lọc. Với baking soda thì cho vào 1 thìa và khuấy đều. Như vậy là chúng ta đã xong và đây là bát hỗn hợp dùng để chữa ong đốt của chúng ta. Và cách sử dụng như sau. Ngay sau khi bị ong đốt thì điều đầu tiên các bạn hãy cố gắng rút cái ngòi kim của ong ra. Sau khi lấy xong thì lúc này các bạn dùng hỗn hợp baking soda bôi trực tiếp lên vết thương hoặc dùng bông thấm vào hỗn hợp và đắp trực tiếp lên nhé. Lưu lại trên da tầm 15 phút, sau đó các bạn lặp lại nhiều lần như thế, cứ 15 phút một lần. Lưu ý đây chỉ là cách sơ cứu hoặc gặp ong bình thường, còn trường hợp gặp ong nguy hiểm có độc thì nên sơ cứu xong thì đưa ngay tới viện các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuyển ngay sang cách 2. Đến với cách 2 thì nguyên liệu của chúng ta bao gồm tinh bột nghệ, mật ong nguyên chất. Bây giờ dùng một cái bát, sau đó cho vào 1 thìa tinh bột nghệ. Cuối cùng, các bạn cho vào 1 thìa mật ong, sau đó khuấy đều. Như vậy là chúng ta cũng đã xong cách 2 và đây là hỗn hợp dùng để trị ong đốt của chúng ta. Và cách sử dụng như sau, đầu tiên các bạn vẫn phải tìm ngòi kim của ong để lấy ra. Sau khi lấy ra thì dùng hỗn hợp này bôi trực tiếp lên vị trí bị ong đốt, bôi và lưu lại trên da tầm 15 phút, sau đó rửa sạch đi và tiếp tục bôi hỗn hợp mới. Các bạn cũng lặp đi lặp lại như thế sau mỗi 15 phút nhé. Một lần nữa mình xin nhắc lại các bạn, đó là cả hai cách này vẫn chỉ là cách sơ cứu hoặc gặp ong bình thường, còn trường hợp gặp ong nguy hiểm có độc thì nên sơ cứu xong thì đưa ngay tới viện các bạn nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn. Rất mong là các bạn sẽ like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết, vết ong đốt thường rất đau và khó chịu. Thậm chí có những loài ong sau khi đốt nó khiến con người ta tử vong. Vậy thì khi bị ong đốt, các bạn cần phải làm gì hay là bôi gì? Thì ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách trị ong đốt tại nhà bằng baking soda và mật ong. Với baking soda thì nó cũng có thể giúp làm giảm cơn đau ong đốt và tình trạng sưng đỏ lúc đó của bạn. Hay mật ong cũng có tác dụng làm giảm cơn đau và tình trạng sưng đỏ bởi nó có khả năng khử khuẩn rất tốt. Vậy cách làm và áp dụng của hai cách này như thế nào? Thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình đến ngay với cách 1 nhé! Đến với cách 1 thì nguyên liệu của chúng ta bao gồm baking soda và nước lọc. Bây giờ dùng một cái bát và các bạn cho vào 3 thìa nước lọc. Với
Với baking soda thì cho vào một thìa và khuấy đều. Như vậy là chúng ta đã xong và đây là bát hỗn hợp dùng để chữa ong đốt của chúng ta. Và cách sử dụng như sau. Ngay sau khi bị ong đốt thì điều đầu tiên các bạn hãy cố gắng rút cái ngòi kim của ong ra. Sau khi lấy xong thì lúc này các bạn dùng hỗn hợp baking soda bôi trực tiếp lên vết thương hoặc dùng bông thấm vào hỗn hợp và đắp trực tiếp lên nhé. Lưu lại trên da tầm 15 phút, sau đó các bạn lặp lại nhiều lần như thế, cứ 15 phút một lần. Lưu ý đây chỉ là cách sơ cứu hoặc gặp ong bình thường, còn trường hợp gặp ong nguy hiểm có độc thì nên sơ cứu xong thì đưa ngay tới viện các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuyển ngay sang cách 2. Đến với cách 2 thì nguyên liệu của chúng ta bao gồm tinh bột nghệ, mật ong nguyên chất. Bây giờ dùng một cái bát, sau đó cho vào một thìa tinh bột nghệ. Cuối cùng, các bạn cho vào một thìa mật ong, sau đó khuấy đều. Như vậy là chúng ta cũng đã xong cách 2 và đây là hỗn hợp dùng để trị ong đốt của chúng ta. Và cách sử dụng như sau, đầu tiên các bạn vẫn phải tìm ngòi kim của ong để lấy ra. Sau khi lấy ra thì dùng hỗn hợp này bôi trực tiếp lên vị trí bị ong đốt, bôi và lưu lại trên da tầm 15 phút, sau đó rửa sạch đi và tiếp tục bôi hỗn hợp mới. Các bạn cũng lặp đi lặp lại như thế sau mỗi 15 phút nhé. Một lần nữa mình xin nhắc lại các bạn, đó là cả hai cách này vẫn chỉ là cách sơ cứu hoặc gặp ong bình thường, còn trường hợp gặp ong nguy hiểm có độc thì nên sơ cứu xong thì đưa ngay tới viện các bạn nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn. Rất mong là các bạn sẽ like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.